Thân chào tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn quay trở lại khoa học GIZ của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ review lại cái phần tab này các bạn nhé. Thì các bạn chú ý cho mình cái bài toán là phần tab đó. Thì các bạn đầu tiên bạn phải phân tích được cho mình là gì? Là cái phần này ấy, thì các bạn luôn luôn phải có mỗi cái thằng tab này đó. Nó sẽ có một cái ID định danh riêng nhé. Và cái việc của mình là gì? Phải extip cái thằng này là một đúng không ạ? Và thứ hai nữa là cho class extip ở thằng tab tương ứng với cái tab ứng trên click đúng không ạ? Thế thì cái mà các bạn thay đổi cái giá trị thay đổi này, các cái giá trị thay đổi đúng không ạ? Thì nó là stay các bạn đúng không ạ? Khi ở mỗi thời điểm các bạn click đúng không ạ? Thì cái stay nó chỉ mang một giá trị nhất định thôi, hoặc là gì x, hoặc là view, hoặc là angular đúng không ạ? Thế thì cái công việc của bạn chẳng qua là gì ạ? Là các bạn lấy cái giá trị stay hiện tại đúng không ạ? Đi so khớp với từng thằng ở trên đây đúng không ạ? Thằng nào khớp thì được active, tương tự thì so khớp với dưới đây đúng không ạ? Thằng nào là khớp thì cũng sẽ được active lên đúng không ạ? Các bạn nhé. Thì các bạn review lại code giúp mình này. Ở đây đầu lúc đầu ạ, khi mà thằng tab này được instant ở trong add các bạn nhé. Đây ạ. Đúng không? Lúc đầu load trang này thằng tab nó chạy này, cái function này chạy các bạn nhé. Các bạn có thể không hiểu chi tiết từng tận từng cái, nhưng mà các bạn cần phải hiểu được cái quá trình render của command các bạn nhé. Thì các bạn mới debug được. Sau đấy khi các bạn hiểu rồi thì các bạn có thể debug chi tiết hơn để hiểu rõ hơn bạn nhé. Thì lúc mà cái thằng đầu tiên ấy render thì thằng tab này được run đúng không ạ? Cái function này gọi này các bạn này. Lần đầu tiên mình đang nói lần đầu tiên render nhá. Cái function này được gọi đúng không ạ? Function này được gọi này. Thế thì lúc đến cái dòng này thì active tab nó mang giá trị gì bạn? Là gì các bạn nhé, mình đang cán cái default initial state là gì đúng không ạ? Thì xong cái dòng này thì active tab là bằng gì đúng không ạ? Và sau đấy thì các bạn chú ý cho mình này, nó chạy đến return này. Đây là version 0.1 nhá, là lần đầu tiên ra đời ấy. Ở đây là active tab bằng React này. Nó chạy return này, đúng không? Thì nó chạy cái function tab navigation đúng không ạ? Thì các bạn chú ý cho mình là cái active tab này bản chất là nó chỉ là cái biến nó được ở trong cái phạm vi function tab này thôi đúng không ạ? Thế thì để cái function tab navigation này này chính là cái thằng này được active này các bạn đúng không ạ? Thằng React để active này thì các bạn phải truyền nó xuống nhá. Thì truyền xuống ở đây mình đang truyền dưới key là active này và value là chính là cái active tab này. Là bằng React các bạn nhá. Đấy, khi mình truyền xuống dưới đây các bạn quay vào cái function này được gọi nhá, lần đầu tiên ra đời ấy. Cái function này được gọi thì gì, nó sẽ làm cái việc là gì, nó sẽ chạy đây các bạn này, đầu tiên nó chạy dòng này đúng không ạ, thì nó sẽ lấy được cái giá trị active này bằng cái react đúng không ạ. Đây nó lấy được prop chấm active là bằng react, chính là cái thằng này chuyển sang các bạn nhé, thằng tab chuyển sang đúng không ạ. Này tab chấm prop chấm active này thì nó lấy được cái giá trị react đúng không ạ. Thì xong cái dòng này thì active bằng react như này, sau đấy nó khai báo function này nhá. Rồi nó khai báo cái này, các bạn chưa quan tâm đến thằng click này. Sau đấy nó chạy xuống cái return này đúng không ạ? Chạy xuống return này thì các bạn để ý cho mình là nó chạy đến cái thằng lẻ A này đúng không ạ? Hết lẻ A này thì nó gặp cái thằng on click. Thì nó khai báo function này chưa, các bạn chưa quan tâm nhá, nhưng quan trọng là gì? Nó đụng chạm đến thằng class name này các bạn này, nó gọi đến hàm check active thì cái lúc đấy cái function này được chạy đúng không ạ? Function này chạy thì mình nói rồi, mỗi cái thằng tab này là có một cái ID riêng đúng không? ID định danh riêng. Ở đây mình quy định là ID của React là React, của View là View. Thì mục đích của mình là gì? Mình chỉ kho sánh cái state hiện tại với lại cái ID riêng. Thằng nào trùng thì nó active bạn nhé. Đấy, thì ở hiện tại thì là cái active đúng không ạ? Là nó là đang là state hiện tại là gì? Là React nhá các bạn. Thế thì đến trong dòng này thì nó truyền cái React lên, vì cái thằng định danh của thằng này là React mà đúng không ạ? Thế thì ở đây là ID tab bằng React này. Nó chạy đến đây, hai thằng này đụng chạm nhau ạ. Điều kiện này thỏa mãn này nên nó nối thêm cái tip vào bạn nhá. Thế thì cái thằng này có thêm cái tip này. Và nó chạy đến thằng view đúng không ạ? Thì thằng view thì không bằng nên thằng view không có cái tip bạn nhá. Tương tự thằng angular cũng không, và thằng thằng này swell cũng không nhá. Đấy thì bước đầu tiên là nó đã hoàn thành xong cái render ra cái thằng này các bạn nhá. Rồi. Đây các bạn có thể, nếu các bạn mà khó khăn trong cái việc mà chưa hiểu được ấy, thì các bạn có thể làm từng bước lại cho mình, các bạn comment lại thằng này đầu tiên đúng không ạ? Rồi. Vừa rồi máy của mình bị đơ một tí, thì đây các bạn để ý này, thì khi các bạn comment cái thằng tab content này nhá, thì gì, các bạn chỉ quan tâm thằng này đúng không ạ? Thế thì khi mà mình có active tab bằng React đúng không ạ, thì gì, nó chạy vào cái function tab navigation này đúng không ạ, và nó truyền cái thuộc tính này và value bằng active tab là React ở kia nhận được đúng không ạ? Và nó chạy xuống cái thằng này, nó chạy qua này thì thằng này được active các bạn nhá. Đấy thì các bạn thấy không, React được active này. Rồi tương tự thì mình sẽ tab, ví dụ mình để là gì, khởi tạo ban đầu là view thì view được active các bạn nhá. Các bạn thấy khó khăn thì các bạn cứ đây, các bạn thấy không, view đấy tiếp thì các bạn cứ làm tuần tự. Đây mình trở lại gì anh nhá. Rồi cái bước thứ hai là cái sau khi thằng này đã tiếp rồi đúng không ạ, là ok rồi này,
Class này thỏa mãn là gì? Được active đúng không ạ? Đề bài yêu cầu là đầu tiên là gì? Khi các bạn load trang thì thằng React đã active rồi. Vấn đề thứ hai là gì? Khi load trang đúng không? Lần đầu tiên render thì cái thằng content của React cũng phải được load các bạn nhá. Thì hai component nó giao tiếp với nhau qua cái thằng tab tab cha này các bạn ạ. Đúng, các bạn phải truyền tiếp tục, các bạn phải truyền cái gì? Mình mở cái thằng tab content nhá. Cái nội dung là ở tab content mà. Thì mình lại truyền cái giá trị active bằng active tab xuống cái tab content đúng không ạ? Và cái tab content cũng làm công việc tương tự các bạn nhé, nó lại có chạy đây đúng không ạ, nó chạy đến cái gì tơ này này đúng không ạ, và gì, và nó sẽ chạy cái function này, nó truyền lên cái id tab là gì ấy đúng không ạ, đối với content này thì id tab là gì ấy các bạn nhé, thì nó đến đây và gì, nó cũng ép thêm class active vào, và mấy thằng kia nó không đụng đến thằng này thì nó không 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 trùng vào cái điều kiện này, nó không sao ra các bạn không. Thế thì xong cái lần này thì gì, nó đã render thành công các bạn nhé. Đấy rồi, cái bước đầu tiên các bạn đã hiểu được cái việc là lần đầu tiên load trang nhá thì nó chạy như thế nào đúng không ạ. Cái điều thứ hai là mình muốn nói thêm ở đây, bởi vì có một bạn email cho mình vẫn chưa hiểu đấy, thì các bạn hỏi rằng là có cái tức là cái function này, tại giờ đặt tên hai cái function này này, handle này với lại cái function ở trong cái tab navigation các bạn nhá, đây mở này, thì tại sao nó trùng nhau mà không vấn đề gì các bạn này đúng không, thì cũng trả lời bạn luôn nhá. Thực tế hai cái thằng component này nằm ở trong hai function khác nhau bạn nhá. Cho nên là các bạn khai báo cái function giống nhau không có vấn đề gì cả. Thế thì lý do tại sao mà mình lại khai báo giống nhau? Nếu các bạn học trước cái bài trước thì mình thấy là gì? Mục đích của mình ví dụ như sau này mình có search này, đúng không? Handle này. Thì mình thấy là gì? À cái function này nó nằm ở tab navigation này và nằm ở tab TS đúng không? Và thằng này là con của thằng này đúng không? Thì mình biết là rằng à cái data đang được emit từ cái thằng tab navigation lên cái thằng tab và thay đổi state ở đây các bạn nhá. Các bạn làm quen thì các bạn sẽ như thế đúng không? Không thì bạn sẽ phải chạy theo luồng logic. Và mình cũng quy định là gì? Khi mình đưa vào cái giá trị thuộc tính này, mình luôn quy định là cái giá trị nó giống nhau, cho dù các mình chuyển ở đây ví dụ có 4 5 cái con nhá, thì mình sẽ chuyển đúng cái tên thuộc tính này xuống các bạn này. Và cái giá trị mình cũng cố gắng giữ như thế này. Các bạn nhá. Rồi, thế thì ở đây mình sẽ nói lại cái quy trình là gì? Là khi tiếp theo này, cái bước thứ hai này là khi bạn click vào một cái thằng tab bất kỳ nhá. Bước 1 là thành công bạn nhá, là khi khởi tạo component ok nhá. Bước thứ hai khi bạn click một cái tab bất kỳ thì các bạn đang phải gì? Đang phải click vào cái component này các bạn. Các bạn chú ý cho mình nhá. Đây mình mở component này. Thế thì các bạn click vào click vào cái tab bất kỳ này đúng không ạ? Thì gì? Thì nó chính là con trong cái component là gì, tab navigation đúng không ạ, và cái data kích vào đây thì data là React, kích vào đây là data là Vue, kích vào đây là Angular, kích vào đây là Svelte ạ, thì cái data này bản thân ở trong component tab cha nó không có bạn nhé. Bạn click vào đâu thì các bạn sẽ đưa cái đây, mình click vào cái gì ạ, đầu tiên là việc đầu tiên của mình click đúng không ạ, sau đó mình truyền cái React này và trong thằng con nó phải gì, nó phải lấy được cái giá trị này đó bạn nhé. Đấy bước thứ nhất nhé. À, cái bước thứ hai là mình nói như bạn rồi là gì ạ? À, mục đích là mình là chuyển data từ thằng con lên thằng cha đúng không? Thế thì mình phải đưa một cái probe dưới dạng function của thằng cha xuống thằng con. Sau đấy bước thứ ba mình mới gọi cái function của thằng cha trong thằng con để kích hoạt ở trên thằng cha các bạn nhé. Thế thì ở đây là các bạn có thể, ở đây mình đặt là handle x8 ạ. Thì bạn có thể đặt là cái gì cũng được, không quan tâm các bạn. Ví dụ các bạn ăn ABC cũng được nhé, không quan tâm nhé. Nhưng cốt lõi là gì, các bạn phải truyền thằng ABC xuống đúng không ạ, và mình đặt giống là vì mình muốn quy định để cho nó clear các bạn nhé. Thế thì khi các bạn truyền xuống tab navigation này thì cái thằng đấy nhá, thì thằng này nó nhận được cái gì ở cái thằng thằng biến này, cái giá trị biến này nó đang bằng cái giá trị function truyền xuống đúng không ạ, đúng không, thằng biến này các bạn này chính là bằng cái function đây nhá, thằng biến này ở tại đây nó sẽ bằng cái function truyền xuống, sẽ bằng này cái function truyền xuống là cái function này các bạn này của thằng cha truyền xuống đấy, đây đúng không ạ, bằng function này đúng không? Thế thì khi mà các bạn nhận được cái thằng này bằng cái function này truyền xuống á, cái việc của bạn gì, các bạn gọi đến cái tên biến này đúng không? Truyền cái id tab vào đúng không? Thì nó tương đương với gì? Cái thằng này chạy các bạn nhé đúng không? Và nhận thì thằng này sẽ nhận vào cái id tab đúng không? Và thằng này thực tế đang trên cha đúng không ạ? Thì các bạn đang truyền cái dữ liệu từ con lên cha các bạn nhé. Đấy, bạn đứng ở thằng con và bạn gì? Gọi đến thằng cha vì thằng cha nó truyền function xuống ạ. Và gọi thằng cha và đưa cái giá trị data vào thằng cha các bạn nhé. Đấy thì đây là cái các bạn thì cũng không nên đặt cái tên giống nhau bạn nhá. Ví dụ mình search đây đúng không ạ? Thì mình
lại phải chạy theo một cái luồng logic là mình thấy à từ thằng tab là từ ABC đúng không, thì mình mới chạy đây mình xem được đúng không. Thế thì khi mình đặt đúng cái tên này thì mình sau này mình dễ control hơn các bạn nhé. Đây các bạn nên đặt đúng tên, còn không đặt đúng tên thì cũng ok thôi. Đây mình sẽ load lại cho các bạn xem cái kiểu view này các bạn thấy không, Angular này đấy ai ạ, vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Rồi đấy là cái mình muốn nhắc các bạn, là các bạn học kỹ cho mình cái cách truyền data từ con lên cha nhé. Từ con lên cha thì các bạn nhớ cho mình có 3 bước. Bước thứ nhất là gì, các bạn phải xem cái thằng thằng con có cần truyền dữ liệu lên cha hay không. Nếu cần truyền dữ liệu thì các bạn phải gọi dưới dạng array function này đúng không ạ, như mình gọi đây, và đưa cái tham số vào trong cái function này nhá. Đấy thì cái function này nó sẽ được call đúng không ạ. Rồi bước thứ hai là gì, các bạn phải, bước này là bước số 1 nhá, là bạn kiểm tra ok rồi. Bước thứ hai là các bạn define một function ở trong ca này và bạn truyền xuống đến thằng con, bởi vì sao, cái function này này nó chỉ hiểu được trong cái phạm vi của tab này thôi. Các bạn muốn là gì, cái function này hiểu được trong phạm vi của thằng con thì các bạn bắt buộc phải truyền xuống dạng key value ABC, nó chính là cái nội dung hàm của function này các bạn nhá. Đấy thế bạn phải truyền xuống dưới đúng không, khi các bạn truyền được xuống dưới, nếu mà có một cái prompt nữa thì các bạn phải truyền tiếp nhá. Thì truyền dưới, ở dưới đây các bạn đã nhận được rồi thì các bạn chỉ cần gì, kích hoạt cái function các bạn nhá, và các bạn truyền vào cái giá trị data các bạn muốn truyền thì thằng id tab này nó sẽ tự động được kích hoạt ở trong trong đây các bạn nhá. Và mình xét lại tiếp thôi đúng không ạ. Rồi thì mình sửa lại cái này nhé. Rồi mình đưa này lại. Rồi thực tế thì cái này thì nó cũng là một ứng dụng nó tương đối đơn giản thôi. Nhưng mà những bạn mà mới 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 tức các bạn mới bắt đầu tiếp xúc React ấy, các bạn sẽ không khỏi bỡ ngỡ và các bạn bị cái tư duy của React thuần hoặc là jQuery đó. Các bạn luôn luôn muốn thao tác với DOM cho nên là các bạn hơi khó mapping sang. Thì mình muốn là các bạn bỏ qua cái tư duy đi đi đúng không ạ. Các bạn hãy phân tích cái bài toán các bạn cần state gì đúng không ạ, và dần dần rồi các bạn sẽ quen thôi. Nếu bạn mà lúc đầu mà làm bài này bạn chưa làm được thì cũng đừng đừng lo lắng, bởi vì là chúng ta còn sẽ còn rất nhiều dự án phía sau và mình sẽ rèn luyện cho các bạn kỹ năng, nó sẽ tăng dần theo thời gian, và đến một lúc nào đấy thì bạn bạn sẽ làm được những ứng dụng lớn cùng với mình thôi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau.